Lại xin chào anh em nhá. Đây là vẫn trong tầm dịch nên tôi là giới thiệu cho các bác một cái bác ở Lâm Đồng. Cái này là chuẩn bị em về nhà chồng tận trong Lâm Đồng, cái vùng cũng đang có cả dịch đây. Đấy, em về nhà chồng ở trong cái vùng đấy nhá. Thì đây là em xe 80. Quai Victor đắt nhất của Victor đây là quai xe 80. Cái quai này được cái là như mới tinh, rất mới, em rất xinh. Đấy, thì đây tôi giới thiệu qua đây một cái quai xe 80, nó có hai đường vào, hai đường ra. Hai đường vào, hai đường ra thì đằng sau này thì các bác biết rồi. Đấy, rất đơn giản. Đấy, còn mặt trước của nó đây nhá. Thì cái này là cái chỉ thị đèn. Chỉ thị đèn theo vế trái hoặc là vế phải thì các bác về các bác ấn hai cái nút này vào. Cái này là mức đèn cao thấp này. Cái mức đèn cao thấp của cái dàn đèn này. Còn cái này là cái gạt về đây thì nó chỉ thị của mic. Cái này có mic cao chỉ thị mic nhưng mà không dùng đến thì ta gạt ra giữa. Đây, đây là cái này là cái như gạt như này là nó đi thẳng. Đi thẳng không qua quai. Đây là mở quai. Còn gạt lên trên này thì cái quai này tác dụng nó giảm đi 6 decibel. Đấy, dùng ta tóm lại ta gạt ra giữa đây. Đấy, và cái này là cái gạt đây là mở cái cửa này là cái cửa ra là nó có tín hiệu hay không. Cửa ra ghi, cửa rách, cửa ghi có tín hiệu không. Còn cái này là cái chuyển cửa. Nó còn cửa là sao? Đây là cái chuyển cửa. Còn hai cái núm này là cái núm là tạo xôi. Tạo xôi, tạo kéo xôi réo. Đấy. Tạo xôi réo. Đấy thì mình không dùng đến. Tóm lại là khi về dùng tất cả cái này về giữa, các này gạt lên hết, hai cái này ấn vào cái này để giữa hết, thế là hoàn chỉnh nhất. Còn chỉnh thì ta lưu ý cái tần số 1 kHz này là tần số trung tâm của giải trung, thì ta để nó hơi thấp mấy. Còn các này bắt đầu nó lên dần à, cái tần số 1 kHz này ta để cho nó hơi thấp một tí. Còn sau đấy là ta nâng lên. Đấy, em được cái là vì em sinh nên ra em dễ sử dụng, dễ bảo. Cái này thì được cái là vừa đẹp vừa chất lượng. Còn giới thiệu các bác là cái này là vì nó chạy chiếc áp bi, cho nên cái này chưa gặp cái nào chiếc áp bi này nó hỏng cả, là vì chiếc áp bi nó rất bền, nó tạo cái độ ép vào các cái đánh than cho nên nó không bị mòn. Nên các cái chiếc áp bi gạt đấy cứ sạt đó, chiếc áp bi rất bền, bác dùng mỏi tay không hỏng. Đấy, và sau đây các bạn nghe đang đánh rồi nhá. Thôi, chúc các bác về dùng may mắn, em về nhà chồng phục vụ nhà chồng thật tốt rồi nhá. Đừng để bố mẹ không biết nữa. Trời vào xuân chưa, đến sau từng giọt nắng vàng chợt ưa thưa, và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc tuổi xuân rồi.